vẫn ngủ say. Nhật Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của Việt Nga, Nồi Thuốc Nhuộm Chất Chóc. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của cô ấy, hãy ủng hộ cho Việt Nga bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của Việt Nga nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện Nồi Thuốc Nhuộm Chết Chóc. Ông bà Phúc Thuận năm nay cũng gần 50 tuổi rồi. Ở vào cái tuổi này thì họ có thể thảnh thời chơi đùa với con cháu. Nhưng ông bà vẫn còn đang bận tâm vì thằng con trai út vẫn chưa yên bề gia thất, suốt ngày lòng nhông đi tán gái khắp nơi. Bảo học nghề theo chân bố mẹ thì cứ lằng nhà lằng nhằng. Cứ nghĩ đến thằng con này mà ông bà cám cảnh, nhà bao việc mà đến lúc cần đến nó thì chẳng thấy nó đâu. Bà chết miệng bảo ông: ông xem cái thằng quý tử này như thế nào, chứ tôi là tôi hết cách rồi. Toàn giác xác đi tán gái dạo, mà có món nào thèm dòm có đâu cơ chứ. Mang tiếng là chơi thân với cái thằng Hoàng, con nhà ông Mậu, mà nó có học được cái gì đâu. Ông Phúc nghe vợ nói vậy thì đang phơi lụa ở sân cũng phải ngẩng lên chép miệng: bà đừng có nhắc đến cái thằng mặt dày ấy nữa, cứ nói đến nó là tôi điên hết cả người. Để đây, tí nó mò về tôi cho một trận. Đúng là thằng con trời đánh mà. Người mà ông bà Phúc Thuận đang nhắc đến chính là Tùng. Ở đây đám thanh niên vẫn hay gọi là Tùng Chen, vì cái miệng như thanh la của hắn, đi đến đâu là quăng quăng đến đấy. Trái lại với Tùng là Hoàng. Tuy hai người chơi thân nhau, nhưng Hoàng lại hoàn toàn khác biệt. Vậy mà đôi bạn cứ như bóng với hình, chơi với nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa cho đến bây giờ, nên chuyện to chuyện nhỏ gì cũng rỉ tai nhau hết. Hoàng là con út của ông Mậu bà Hân, gia đình anh cũng có nghề dệt lụa gia truyền. Mà ở cái làng này thì hầu như nhà nào cũng nuôi tầm và dệt lụa. Nhưng để dệt ra được một tấm lụa ưng ý, mềm mịn, sờ mát tay mà màu sắc đẹp mắt thì không phải nhà nào cũng có thể làm được. Trong cái làng hơn 4.000 nhân khẩu này, số nhà làm lụa danh tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó phải kể đến lụa nhà ông Mậu bà Hân, từ mấy đời nay đã nổi tiếng khắp đất Kinh Kỳ. Người làng lụa Tiền Châu này sở dĩ sống được với cái nghề vì họ tuân thủ yếu tố bí mật. Trai gái đến tuổi nhận vợ gả chồng thì chỉ được phép kết hôn với người trong làng thôi. Họ không muốn cho con cái lấy chồng hay lấy vợ thiên hạ vì sợ nghề lụa sẽ bị bê đi nơi khác. Cũng vì điểm này nên nghề lụa ở đây mới không bị thất truyền, luôn luôn phát triển. Những nhà làm lụa hầu như ai cũng có bí quyết gia truyền, mà cái này họ giấu nhau kinh lắm. Cho dù thân thiết đến mấy cũng không bao giờ tiết lộ ra, kể cả anh em ruột thịt. Vậy nên nhà nào nếu cha mẹ còn sống thì họ là người nắm giữ bí quyết của nghề. Đến khi thấy bản thân sắp gần đất xa trời thì lại truyền nghề cho con cả. Đấy là trước đây, nhưng giờ thì khác rồi. Chính vì người đời trước luôn mặc định là truyền nghề cho con trưởng, nên có một số gia đình khi được truyền nghề thì người con trưởng lại không như kỳ vọng. Có khi cũng vì thế mà người này sinh ra ích kỷ, hỗn hào với bố mẹ, không chú tâm với nghề, cuối cùng đâm ra lụng bại. Thế là sau này, một số nhà làm lụa bắt đầu lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Không nhất thiết phải truyền nghề cho con trưởng nữa, mà trong số những người con, ai xuất sắc và có tâm nhất thì được truyền nghề. Chính điều đó cũng dấy lên một cuộc đua ngấm ngầm giữa những người con với nhau. Ai cũng muốn lấy lòng cha mẹ để được nắm giữ nghề gia truyền. Trong số đó, ai may mắn được truyền nghề thì sẽ nắm chắc phần hưng thịnh và sự giàu có của gia đình mai sau. Việc chọn con dâu cũng cực kỳ quan trọng. Với những nhà lụa nổi tiếng thì điều này không khác gì một cuộc sát hạch. Nhà ông bà Bầu có 5 người con, 2 trai, 3 gái.
Ba cô con gái đã lấy chồng cùng làng, anh con cả cũng đã yên bề gia thất. Nhưng xem chừng tay nghề của vợ chồng anh cũng không khá lên được, nên ông bà định bụng sẽ truyền nghề cho Hoàng. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải lấy vợ cho anh đã. Trong làng có Thắm là con gái ông bà Chất, năm nay cũng vừa 19 tuổi. Cô nổi tiếng vì xinh đẹp, lại khéo léo giỏi giang, nên anh nào cũng ngấp ngó. Nhưng cô lại đặt tình cảm vào Hoàng. Hai người quả là xứng đôi vừa lứa. Hoàng thì cao ráo, đẹp trai, lại nhanh nhẹn, tháo vát, so với Thắm thì hợp quá còn gì. Vậy là Hoàng nghiễm nhiên đánh bại đám trai làng. Tình yêu của hai người cứ êm đềm trôi qua như vậy, và họ chỉ chờ ngày lành tháng tốt để về một nhà mà thôi. Song một điều không thể ngờ tới, và cả hai đều không biết rằng Tùng cũng đem lòng yêu Thắm say đắm. Nhưng anh ta chưa kịp thổ lộ thì Thắm đã yêu Hoàng mất rồi. Thay vì mừng cho bạn, thì Tùng Trang lại ngấm ngầm tức tối và ghen tị tình yêu của hai người. Ngoài mặt, hắn vẫn tươi cười, ra vẻ vô tư và thân thiết với Hoàng như bình thường. Nhưng trong bụng thì lại nghĩ khác. Tùng lẩm bẩm trong miệng: thằng đó thì nó hơn cái gì mình chứ. Vậy mà cái gì nó cũng may mắn hơn là sao? Tại sao Thắm lại yêu nó mà không yêu mình? Mình không thể cam tâm được. Để rồi xem. Tình Hoàng yêu Thắm cuối cùng cũng đến tai ông bà bầu. Mặc dù Hoàng chưa nói với bố mẹ mình, anh định để khi nào chín muồi mới thưa chuyện với cả nhà. Tối nay như thường lệ, khi Hoàng vừa xin phép đi chơi, ông bầu liền quay ra bảo với vợ: mà xem thằng Út nhà mình á, nó cũng có con mắt tình đời gớm ha. Con bé Thắm ấy được ra phết đấy, đúng là tôi đã không nhìn lầm người. Bà Hưng nghe chồng nói cũng gật gù: vậy thì nhà ta phải sắm cơi trầu sang nhà ông bà Chất để mà thưa chuyện, xin con bé Thắm về làm dâu thôi ông à. Tôi thấy chúng nó cũng tìm hiểu nhau một thời gian rồi. Các cụ thường nói á, cưới vợ thì phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha đấy thôi. Ông bầu cũng đồng ý với lời vợ. Đoạn ông bồi thêm: không phải lắm kẻ gièm pha, mà tôi e để lâu á, khéo có kẻ nó còn tòm tem mất cả vợ ấy chứ. Để lát nữa nó về, tôi hỏi xem như thế nào. Và đúng như những lời bàn bạc của ông bà, khi Hoàng về nghe bố mẹ hỏi chuyện riêng, anh liền kể một mạch toàn bộ tình cảm của mình. Ông bầu cũng nói ý định muốn cưới vợ cho anh để yên bề gia thất. Hoàng gật đầu ngay và cảm động vì thấy bố mẹ rất thương và lo lắng cho mình. Một tuần sau, tin gia đình ông bầu đã giảm hỏi Thắm cho Hoàng cũng đến tai ông bà Phúc Thuận. Nhìn con họ lại nghĩ đến con mình, ông Phúc liền quay sang Tùng mà bực dọc: mày ngu lắm con à, chơi với thằng Hoàng mà chả học được nó tí nào. Đấy mày xem, nó vừa giỏi giang hơn mày, giờ lại lấy được con bé đẹp nhất làng nữa, thì sau này khác gì hổ mọc thêm cánh. Mày thì chả được cái nước non gì, chỉ khô môi múa mép là giỏi. Đúng là thùng trống kêu to, mới nghe tưởng ngon lắm, ai dè bên trong rỗng tuếch hả? Bà Thuận cũng đầy nghiến: nghe đâu bên nhà ấy có ý định truyền nghề cho thằng Hoàng. Thằng anh cả nhà nó chuyển hẳn sang buôn bán, chứ không có chuyên về sản xuất nữa. Còn người ta thì làm nỡ mày nỡ mặt cho cha mẹ, còn mày thì chỉ ăn hại thôi. Chúng tao cũng đến chết vì mày mất. Tùng cây cú lắm, chỉ vì cái thằng Hoàng chết tiệt mà bố mẹ hắn thi nhau đai nghiến. Này lại thêm chuyện nó lấy được Thắm nữa, thì khác nào giọt nước làm tràn ly. Bố mẹ không biết rằng hắn cũng cay lắm chứ. Cục tức này hắn nuốt không trôi. Người xưa từng nói, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Hắn không tin Hoàng sẽ hơn mình được mãi. Tùng nghĩ bụng: mày đừng có dội say sưa trong chiến thắng. 30 chưa phải là tết rồi, từ từ bố sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Đoạn hắn quay sang bố mẹ định nọt: trời ơi, bố mẹ việc gì với cai cú, tới đây con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy nè.
Thằng Hoàng nó không có cái gì mà quá xuất sắc như bố mẹ nghĩ đâu. Con sẽ lấy lại tất cả từ tay nó. Bây giờ còi nó to thì cứ cho nó vượt đi. Thằng chó ấy không thể hơn con được con trai của bố mẹ đâu. Bà Thuận há hốc mồm khi nghe con trai nói mấy lời như vậy. Bà đang đoán già đoán non vì ẩn ý của thằng con khó bảo, thì Tùng lại cất tiếng hậm hực. Con là con cai thằng đó lắm. Nó đã được hưởng quá nhiều đặc ân mà ông trời ban tặng, kể cả việc đã nấn tay trên người yêu của con. Thù này con không thể không trả. Cứ đợi đấy. Mày định làm cái gì hả con? Thôi thôi, tao xin mày, đừng có làm cái điều gì dại dột. Mày vào nhà đá bút lịch đấy con à. Mày so thế nào được với nhà nó mà nói. Biết mẹ đang lo lắng, Tùng liền trấn an. Con nói trả thù là ý khác bố mẹ ơi. Chỉ có cách chơi lại nó bằng con đường kinh tế thì mới được. Con đặt quyết tâm gây dựng sự nghiệp bắt đầu từ hôm nay. Rồi nó sẽ phải sụp dưới chân con thì con mới hả dạ. Ông Phúc ngồi nghe từ nãy giờ mới thủng, liền vỗ đùi đánh đét. Ông nói giỏi, mày giỏi lắm con trai. Hôm nay bố mới thấy mày nói được một câu đó. Đàn ông con trai là phải như thế. Đúng, không thể thua đối phương được. Nhà mình bao đời nay luôn thua nhà nó ở cái khoản nhôm màu. Chứ về giải hả, thì một chín một mười thôi. Mày có chí như vậy bố mừng. Bố mẹ sẽ ủng hộ. Bà Thuận thấy chồng nói vậy cũng chen vào. Đúng rồi, con mà biết nghĩ như vậy là tốt. Từ mai tu chí làm ăn đi con. Rồi để mẹ xem ở trong đám bạn hàng có đứa nào tốt tốt, mẹ nhắm cho con một đám. Tùng vẫn chưa thấy thoải mái, bởi ý định từ lâu của hắn chính là mong bố mẹ truyền nghề cho. Nhưng cho dù hắn có gạ gẫm, năn nỉ cỡ nào thì ông bà cũng lắc đầu. Được cái ông bà Phúc Thuận cũng chưa hứa sẽ truyền nghề cho đứa nào, mặc dù hắn có tới hai ông anh. Ông anh cả thì nhăm nhe lắm, nhưng dẫu cho hai vợ chồng có làm đủ mọi cách thì ông bà vẫn không chịu ân thuận. Ông anh thứ thì không hy vọng gì rồi, bởi bà chị dâu quái quá nên bố mẹ bảo một người tinh ranh như chị ta thì không thể truyền nghề được. Vậy là chỉ còn hắn và ông anh cả. Trước đây vì hắn cứ mãi ăn chơi liêu lỏng, ỷ thế bố mẹ nuông chiều là con út nên chả lo lắng làm ăn gì. Vợ chồng ông anh cả thấy thằng em như vậy thì chắc mẩm kiểu gì mình cũng chắc suốt được truyền thừa kỹ nghệ nhuộm màu. Nhưng e là bây giờ gió đã đổi chiều rồi. Kể từ hôm đó, Tùng như biến thành một người khác. Hắn không còn ăn chơi đua đòi với đám bạn vô công rỗi nghề trong làng nữa, bắt đầu tu chí làm ăn. Hắn chịu khó học hỏi và tận tâm tận lực. Ông bà Phúc Thuận nghĩ rằng con mình đã thay đổi, vì thật ra Tùng Chen cũng là đứa sáng dạ và có nhiều mánh khóe. Chỉ cần nghe bố mẹ nói một hai lần là hắn nắm được kỹ thuật ngay. Nếu hắn luôn tâm huyết như vậy và có cái tâm thiện một chút thì không còn gì để nói. 3 tháng sau, đám cưới của Hoàng và Thắm được tổ chức trong sự chúc tụng của mọi người. Có lẽ Thắm là cô dâu hạnh phúc nhất, bởi Hoàng là một chàng trai lý tưởng mà bao cô gái mơ ước. Ngồi cạnh mấy cô bạn, gương mặt Thắm rạng ngời, ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Bên kia, Hoàng cũng đang ngồi cạnh đám bạn, miệng luôn nở nụ cười. Không ai để ý rằng có một người đang bầm gan tím ruột nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười, như đang hòa chung với niềm vui của đôi bạn. Người đó chính là Tùng Chen. Vợ chồng Hoàng Thắm đúng là một cặp trời sinh. Thắm vừa đẹp người lại đẹp nết. Mặc dù là con dâu út trong nhà, nhưng Thắm quán xuyến rất giỏi công việc gia đình. Chưa kể, lại là một người dệt lụa rất khéo. Những tấm lụa cô dệt ra vừa mềm vừa mịn, lại không hề bị lỗi dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Bà Hân ưng ý lắm, nhìn cô con dâu thắt đáy lưng ông lại thạo việc thì biết con trai mình quả là có con mắt tinh đời. Một điều nữa bà rất hài lòng về cô con dâu này là Thắm rất biết tính trên nhường dưới và cực kỳ biết điều. Cô không tranh giành hay lợi dụng tình cảm của bố mẹ chồng để dung dán cho mình, mặc dù vợ chồng Thắm có lợi thế khi ở cùng ông bà.
ông bầu bà Hân vẫn muốn thử thách các con thêm một thời gian nữa, rồi mới đưa ra quyết định chọn ai là người truyền nghề. Trong khi ấy, vợ chồng Dũng, Thúy, anh trai của Hoàng, cũng đang quán xuyến kinh doanh một cửa hiệu vải to nhất nhì ở làng lụa Tiền Châu. Công việc buôn bán rất thuận lợi. Người ra kẻ vào lúc nào cũng tấp nập, vì nhà anh nổi tiếng là nơi sản xuất ra thứ lụa mượt mà và đẹp nhất vùng. Chính vì vậy, việc bố mẹ có truyền nghề cho vợ chồng anh hay em trai cũng không còn là điều quan trọng. Nhưng Thúy, vợ Dũng thì lại nghĩ khác. Cô luôn nuôi tham vọng lớn lao, chỉ một cửa hiệu này với cô là chưa đủ. Nếu như có trong tay bí quyết nhuộm vải của bà Hân nữa, thì mới thực sự là hoàn hảo. Được như vậy, thì vợ chồng cô sẽ là bá chủ của cái làng lụa này. Thấy chồng chỉ mãi mê kinh doanh, không hề đã động gì đến chuyện xin bố mẹ truyền nghề. Này thấy chú em chồng cưới được cô vợ khéo tay và tháo vát, Thúy lại đâm lo. Nhưng lúc buổi trưa vắng khách, cô nói với chồng. Anh xem thế nào đi chứ, cứ bình chân như vậy, vậy thì làm sao mà khá lên được. Anh cũng phải tranh thủ lấy lòng mẹ một chút. Em nghe đâu mẹ đang có ý định truyền nghề đấy. Mình mà nắm được bí quyết nhuộm vải độc chiêu ấy nữa, thì không khác gì trồng gặp mây. Nhanh lên anh. Tưởng rằng nghe mình xúi như vậy, chồng sẽ sốt ruột mà chuyên tâm cho việc lớn. Nhưng Dũng lại phan một câu, Thúy tưởng như anh đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô. Anh nghe phong phanh, hình như mẹ định truyền nghề cho vợ chồng của chú Hoàng á thì phải. Ôi, ông cũng là anh em trong nhà. Lọt sàn xuống nia, đi đâu mà thiệt em. Hơn nữa vợ chồng mình đã có cái hiệu giải to đùng này rồi. Để cho chú ấy lãnh trách nhiệm cũng được em à. Thím Thắm cũng khéo tay, không lo đâu. Ơ, anh này hay nhỉ? Việc của nhà mình mà nói chuyện có chững chưng, cứ như việc nhà hàng xóm. Em không có đồng ý chuyện như vậy đâu. Anh phải tỉ tê với mẹ, để mẹ đồng ý truyền nghề cho vợ chồng mình. Con trưởng mà không truyền lại, đi truyền cho con út, thì ra có thể thống gì? Cũng biết vợ mình luôn tham vọng, và Thúy có vẻ ganh tị khi thấy Thắm mới về mà đã chiếm được nhiều tình cảm của bố mẹ chồng. Anh cũng biết với tính khí của vợ mình, thì không đời nào mẹ lại truyền nghề cho vợ chồng anh. Còn Thắm không sân si, lại luôn có cái tâm thiện, nên hợp với tiêu chí của mẹ, chứ không có quá nhiều tham vọng như Thúy. Tuy nhiên sợ vợ buồn, nên anh không dám nói ra. Lại nói về Tùng, sau một thời gian tu chí làm ăn, thì anh ta cũng đã bắt đầu thay đổi được cách nhìn của bố mẹ về mình. Tùng Trang cũng đã để mắt đến Phương, một cô gái cùng làng. Hai người này rất hợp nhau, vì Tùng thì tranh ma, quỷ quyệt, còn Phương lại quá nhiều thủ đoạn. Tuy rằng ít tuổi, nhưng cô khôn lanh hơn rất nhiều những cô gái cùng trang lứa. Có vẻ như ông trời khéo xe duyên, đôi anh ả này nhanh chóng bắt được sống, và chẳng mấy chốc, họ thấy mình chính là một nửa đang thiếu của người kia. Ông bà Phúc Thuận sau nhiều lần tiếp xúc với Phương, thì có vẻ không hài lòng lắm, bởi nhìn vào tướng mạo và đôi mắt của cô ta thì không được thật tình. Đôi mắt luôn nhìn trộm người khác, và cái hàm răng hơi nhô ra, theo như các cụ nói thì quay vểnh ngà, đàn bà vểnh răng, là loại tráo trở không duyệt được. Nhưng thằng con trai thì cứ nhất quyết đòi lấy cô này cho bằng được. Nào là nếu bố mẹ không đồng ý, thì anh ta sẽ dứt khoát không lấy ai nữa. Cuối cùng trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Và ông bà Phúc đành phải đồng ý cưới Phương về làm vợ cho thằng con trai út khó bảo của mình. Chuyện chỉ có vậy thì cũng không có gì để nói. Tiếc rằng khi Phương bước chân vào làm dâu nhà ông bà Phúc Thuận, thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Mẹ chồng được một thời gian, thì Phương cũng bộc lộ hết bản tính xảo quyệt của mình ra. Ngoài mặt, cô ta luôn nịnh nọt và quan tâm đến bố mẹ chồng, nhưng trong bụng lại toan tính những chuyện động trời khác. Chỉ loáng qua là bà Thuận biết tính con dâu,
bà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Dì nghĩ phúc đâu chả thấy, nhưng với cô con dâu này thì có khi còn mang quả. Nhưng lúc vợ chồng Tùng không có nhà, bà Thuận mới bảo ông Phúc: cái con bé Phương này tâm địa nó không có tốt ông à. Tôi đã mấy lần bắt gặp nó giấu tiền riêng, lại có bản tính gian dối, không có thật. Một người như vậy thì chỉ hại phu hại tử. Tôi quyết rồi, lần này sẽ cho gọi các con đến họp gia đình. Lúc đó ta sẽ tuyên bố chuyện nghề cho vợ chồng thằng cả. Ông Phúc cũng gật gù, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của vợ. Hai ông bà không hề biết rằng bên ngoài Phương đã về từ bao giờ. Nhưng bản tính luôn nghi ngờ nên cô ta không vào nhà ngay. Thấy bố mẹ chồng đang bàn bạc gì đó trong nhà, Phương mới nán lại và kín đáo quan sát. Quả đúng như vậy, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, biết được ý định của hai ông bà, Phương giận đến tím mặt, cô bậm môi lại rồi lủi nhanh ra ngoài đường, miệng lẩm bẩm: bà ép tôi đến bước đường cùng rồi đấy, e là không ra tay không được. Đưa đôi mắt sắc sảo như dao nhìn về hướng ngôi nhà, trong đầu Phương đã lên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đêm đó bà Thuận xảy ra chuyện. Chả là bà vẫn hay đi tiểu đêm, lại nghĩ bản thân vẫn khỏe mạnh nên bà thường xuyên ra ngoài chứ không để bô trong nhà. Thời đó làm gì đã có nhà xí tự hoại như mấy chục năm sau này, nên nhà ai cũng xây công trình phụ ở góc giường. Nhà ông bà cũng có một cái nhà vệ sinh như thế. Đang yên giấc thì bà Thuận buồn tiểu đến cứng cả bụng. Trời mùa đông rét mướt, dù có cố nhịn cho đến sáng nhưng cái giống càng nhịn thì lại càng tức bụng. Không thể chịu nổi, bà đành phải lồm cồm bò dậy. Có lẽ tối trời nên bà không nhận ra những thay đổi trước đó. Đang bước thấp bước cao thì bà Thuận chợt nhấp phải một hòn đá to rồi ngã sổng xoài ra đất. Đầu bà chẳng may lại đập ngay vào hòn đá khác ở trước mặt, máu chảy ra lênh láng. Bà hoảng quá ú ớ kêu lên: chết tôi rồi ông Phúc ơi! Chỉ thốt ra mấy tiếng như vậy rồi bà đau đớn ngất đi. Không biết bà nằm đến đó bao giờ, nhưng đến khi ông Phúc chợt quờ tay sang bên cạnh nhưng chẳng thấy vợ đâu, nghĩ bà đi tiểu như mọi lần, ông lại nằm im chờ đợi. Nhưng một lúc lâu cũng chẳng thấy bà Thuận đi vào. Nghĩ thế nào, ông giục dậy ngay đi ra ngoài tìm vợ. Song trời mùa đông tối như hũ đúc thì làm sao mà nhìn thấy cái gì. Ông bèn thắp ngay cái đèn dầu lên rồi chậm chậm bước ra. Đi được mấy bước, ông chợt tá hỏa khi thấy trước mắt mình là bà Thuận đang nằm sổng xoài. Dụi mắt mấy cái, ông sợ hãi đi nhanh tới chỗ vợ. Khi ánh sáng của chiếc đèn dầu soi tỏ thì ông mới nhìn rõ trên đầu vợ, máu đang chảy tràn ra mặt. Hoảng hốt, ông kêu lên thất thanh: Tùng ơi, dậy ngay đi, dậy xem mẹ con bị làm sao thế này. Tiếng kêu hoảng hốt của ông lập tức đánh thức Tùng dậy. Phương cũng nhanh chóng cùng chồng chạy ra. Cả hai liền đỡ bà Thuận lên. Tùng đưa tay lên mũi, thấy mẹ vẫn còn thở, liền đưa bà đi cấp cứu ngay trong đêm. Phương còn làm bộ xót xa nói: trời ơi, chắc mẹ đi tiểu đêm chẳng may dấp vào hòn đá cho nên ngã ra đây mà. Khổ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, để bô trong nhà mà mẹ chẳng nghe. Vì các con cũng ở gần, cộng với xưởng dệt nhà ông bà cạnh đấy, nên mọi người đã có mặt ngay sau đó. Bà Thuận được đưa đến bệnh viện nên qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng có vẻ như tình trạng của bà không được khả quan lắm. Cũng có thể phương tiện y học thời ấy chưa được hiện đại như sau này, nên sau một thời gian điều trị, bà Thuận cũng được ra viện. Tuy nhiên, bà không còn đi lại được như trước nữa, mà một bên chân yếu đi thấy rõ, có vẻ như đã bị liệt một nửa người bên trái thì phải. Từ một người đàn bà khỏe mạnh, giờ lại phải chống gậy và dùng nạng để đi lại, quả là một cực hình đối với bà. Nhưng điều quan trọng nhất
là kế hoạch truyền nghề của bà vì chuyện không may này bắt buộc phải hoãn lại. Dì ở với vợ chồng Tùng, Phương, nên thời gian đầu mọi việc tắm rửa cho bà đều do một tay Phương đảm nhiệm. Thấy cô con dâu rất nhiệt tình và không nề hà gì, mà lại tự trách mình đã quá khắt khe với cô. Nhiều lúc ngại làm phiền con dâu mà nói với ông Phúc: "Tôi là đàn bà nên mấy thằng con trai không có hầu được. Hay là bảo hai đứa con gái nó sang đây chăm cho tôi ít ngày có được không? Để cho một mình con Phương cán đáng hết. Tôi ngại lắm. Dù sao nó cũng là con dâu." Ông Phúc chưa kịp nói thì Phương đã lên tiếng: "Mẹ không phải ngại đâu. Chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm của chúng con. Vợ chồng con hơn các anh chị là được ở cùng bố mẹ. Mẹ chẳng may bị như vậy thì bây giờ chính là lúc vợ chồng con được báo đáp. Cứ để con chăm lo cho mẹ đi. Không có phải bảo các chị đến đây đâu. Nhà các chị ấy cũng lắm việc, lại còn gia đình chồng nữa, phiền lắm. Cứ để con." Ông Phúc thấy con dâu nói vậy thì hài lòng lắm. Ông quay sang bảo vợ: "Thôi thì con nó có hiếu như vậy, mình cũng mừng đó bà. Bố mẹ chỉ sợ vất vả cho con thôi, lại còn công việc bên xưởng dệt nữa." Bà Thuận thì rơm rớm nước mắt vì cảm động, mà không ngờ mọi suy nghĩ của mình về Phương trước đây đều là sai. Thì ra nhìn vẻ bên ngoài không thể đoán được con người bên trong mà. Chỉ khi xảy ra hoạn nạn mới biết được ai là người tốt. Phương nói luôn để cho bố mẹ chồng yên tâm: "Dạ, xưởng dệt nhà mình thì vẫn còn chồng con và các anh chị lo nữa ạ. Chỉ có việc chăm mẹ thì không có gì khó khăn. Con vẫn có thể vừa chăm mẹ vừa chân đi chân lại ngoài xưởng được mà." Vậy là từ hôm đó trở đi, Phương luôn chăm sóc cho mẹ chồng từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Cô lại còn tự tay mua thuốc bổ sắc lên cho bà Thuận uống. Cả hai ông bà đều tấm tắc khen cô con dâu hiếu thảo. Tùng cũng thấy cảm động vì những việc làm của vợ mình. Thi thoảng trong đầu anh ta cũng có ý so sánh giữa Phương với Thắm, vợ của thằng bạn thân. Nhưng so ra, Phương cũng là một người lanh lợi. Lại tình cảm thế này thì bản thân Tùng Chen cũng được an ủi phần nào. Tuy nhiên, sự thật ẩn chứa bên trong lại hoàn toàn khác hẳn. Chẳng ai biết trong đầu Phương nghĩ gì. Chỉ có Phương là trong bụng cực kỳ bực bội. Nhưng vì việc lớn mà cô ta bắt buộc phải nhịn và tạo cho mình một vỏ bọc thảo hiền như thời gian qua. Phương quả là mưu cao kế độc khi cố chăm sóc cho bà Thuận. Thực tình mục đích chính của cô ta chính là nhắm đến cái bí quyết gia truyền mà bà Thuận chưa truyền cho ai. Nhân cơ hội này, cô ta sẽ quyết thay đổi mọi thứ. Và cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật. Khi trong một lần bóp chân cho mẹ chồng, bà Thuận đã cảm động nắm lấy tay cô mà nói: "Ngày mai mẹ sẽ cho gọi tất cả các anh chị trong nhà đến đây. Lúc đó bố mẹ sẽ tuyên bố chính thức truyền nghề cho vợ chồng con. Cảm ơn con đã chăm sóc mẹ tận tình thời gian qua." "Mẹ đừng có nghĩ ngợi gì cả. Đây là bổn phận và trách nhiệm của con mà. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Việc truyền nghề thì sau này cũng được mẹ à." "Không, giờ là lúc mẹ đang còn khỏe và minh mẫn. Để lâu e tuổi già, chả biết thế nào mà lần." Và chính vì những lần hầu hạ mẹ chồng của Phương trong thời gian này mà bà Thuận đã bị đánh lừa. Không những vậy, có một sự thật mà đến chết bà vẫn không biết được nguyên nhân vì sao. Ngay ngày hôm sau, ông bà Phúc Thuận triệu tập toàn bộ con cái trong nhà đến để họp gia đình. Khi đưa ra quyết định sẽ truyền nghề cho vợ chồng Phương thì tất cả mấy anh chị của Tùng đều phản đối kịch liệt. Thậm chí hai chị dâu của Tùng còn chỉ thẳng vào mặt Phương, nói rằng cô chỉ là đồ giả tạo. Thời gian qua đã cố tình làm ra vẻ hiếu thảo chăm mẹ. Thực ra là vì ông bà ở với vợ chồng cô nên đẩy cho ai cũng ngại. Cái quan trọng nhất, Phương đã đạt được mục đích dùng khổ nhục kế để qua mặt mọi người. Bình thường bị người khác vạch mặt như vậy
chắc Phương sẽ không chần chừ lao vào cãi nhau tay đôi. Nhưng lần này thì khác, Phương không nói gì, thậm chí chỉ khóc sụt sùi, làm bà Thuận cũng bực tức, quay sang bên con dâu út, quát lại hai cô chị dâu kia. Các anh chị trốn tránh là giỏi thôi. Lúc tôi ốm đau, mới biết tình cảm của ai như thế nào. Hai chị im mồm đi cho tôi nhờ. Tôi quyết rồi, vợ chồng tôi sẽ giao lại cái bí quyết nghề nhuộm cho vợ chồng thằng Tùng. Ai không đồng ý thì giải tán. Thế nha. Kìa bố, bố nói cái gì đi chứ? Sao bố mẹ không truyền nghề cho con trưởng mà lại truyền cho vợ chồng chú Út? Nhà con tận tâm tận lực bao nhiêu năm nay, chỉ có một thời gian ngắn mà mẹ đã thay đổi 180 độ làm sao? Chúng con không có đồng ý. Ông Phúc đập bàn quát. Không đồng ý thì cút. Nhà này không có cái thói họ nhà tôm cứt lộn lên đầu như vậy. Các anh chị không có quyền, đi ra ngay cho tôi. Mấy ông anh bà chị của Tùng nhổm dậy định về, nhưng trong lòng hậm hực. Ông anh cả lúc nãy toàn để cho vợ ra mồm, giờ thì quỵt tẹt luôn. Mày giỏi lắm Tùng à, vợ chồng mày mày mưu tính kế giỏi lắm. Nhưng mà màn thưa không che được mắt thánh đâu. Nghề có vào tay vợ chồng mày thì cũng lụng bại sớm thôi. Cái đồ giả tạo. Ông Phúc nghe con trai nói vậy thì điên tiết, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta, tuyên bố từ luôn. Tự nhiên một gia đình đoàn kết mấy lâu nay, rồi vì chuyện này mà anh em trở mặt thành thù. Biết bố mẹ đã quyết và cũng không bao giờ thay đổi, phần thắng đã nắm chắc trong tay, Phương mới giả vờ nhường nhịn nói. Thôi, con xin bố mẹ đó, vì chuyện này mà các anh chị đã hiểu lầm vợ chồng con. Vậy bố mẹ cứ truyền nghề cho anh chị cả đi ạ, chúng con không có ý kiến gì đâu. Chỉ một lời của Phương thốt ra thì mọi lời nói của những người kia là rác hết. Đúng là mật ngọt chất ruồi. Ông bà Phúc Thuận lại nghĩ vợ chồng mình đã đặt niềm tin đúng chỗ và vợ chồng Tùng Phương hoàn toàn xứng đáng. Cuộc họp gia đình giải tán trong sự bất phục của các con. Có lẽ trong việc này họ đã đúng. Chỉ có ông bà Phúc Thuận là không hề hay biết con dâu út của mình là người như thế nào mà thôi. 3 tháng sau, khi đã nắm được toàn bộ cốt lõi và bí quyết trong khâu nhuộm vải, thì mọi chuyện tồi tệ mới bắt đầu xảy ra. Xấu là mấy ngày gần đây, bà Thuận cứ hay bị đau đầu mà không rõ nguyên nhân. Đi khám thì chả ra bệnh, nhiều khi cứ như người giả vờ. Còn ông Phúc thì hay bị đau bụng, rồi đi ngoài thường xuyên, uống thuốc cả đông lẫn tây y đều không bớt. Nói thì thằng Tùng lại bảo chắc bố bị đại tràng nên khó tiêu thành ra như vậy. Chỉ có một người là biết rõ vì sao ông bà mắc phải những triệu chứng này, mặc dù người đó không phải là thầy thuốc. Một buổi sáng, Phương về nhà bố mẹ đẻ sau khi lục lọi hết món thuốc men bố vẫn thường hay uống. Một lúc vẫn không tìm thấy thứ mình cần, cô liền hỏi. Bố ơi, bố còn thuốc nào không uống mà hết hạn không? Đưa cho con đi. Mày lấy cái thuốc hết hạn làm gì hả con? Hôm trước bố chả đưa cho mày một mớ còn gì nữa. Con có việc, bố cứ đưa cho con đi. Đấy, tao để ở trong học tủ đấy. Nhớ đừng có uống bậy bạ, chết người đó con. Toàn là thuốc hết hạn thôi. Phương nhanh chóng giơ vội túi thuốc bổ để sẵn rồi ra về. Nghĩ thế nào cô lại dặn dưới. Con dạo này nhiều việc lắm, vợ chồng con đang nghiên cứu bí quyết để nhuộm vải. Chứ được truyền nghề rồi mà thấy mình không có bằng nhà hoang á thì tức lắm. Con lấy cái này về để pha chế thử. Ừ, cái nhà đó có tiếng là lụa đẹp nhất vùng mà. Màu vải nhà nó cũng đẹp nữa. Thế mày học được cái ấy ở đâu mà phải dùng thuốc hết nách để tạo màu thế? Ừ, cái này bố mới nghe lần đầu đấy. Phương khẽ xịt một tiếng, ra ý bảo bố bí mật. Rồi nhanh chóng leo tót lên chiếc xe cúp 81 ra về. Ông Truyền thấy lạ, nhưng nghe con gái bảo đang nghiên cứu thì không nói nữa. Phương còn dặn ông
cứ có thuốc tây nào không dùng thì để dành cho nó, nhưng không được nói chuyện với ai, kể cả Tùng. Thôi thì kệ vậy, bí mật nhà nghề mà. Nhưng sự thể không hoàn toàn như lời con gái ông nói. Càng ngày ông Phúc và bà Thuận càng mệt mỏi, da dẻ xanh tái, chân tay cứ nhũn ra, mắt mờ mà đầu óc lại đau như búa bổ. Được cái cô con dâu rất sốt sắng, cứ nghe ở đâu nói có thuốc hay thầy giỏi thì lại mua về cho bố mẹ uống. Bữa trước nó cũng mời được một ông thầy lang về bắt mạch và cắt cho hai ông bà cả đống thuốc, ngày nào cũng phải uống. Ông thầy lang kia nói chỉ cần kiên trì uống thuốc của ông ta thì bệnh tình sẽ hết. Mà tháng sau, bà Thuận qua đời trong sự ngỡ ngàng của bà con làng Dệt. Họ bảo chắc do bà bị liệt một bên chân nên toàn bộ cơ thể cũng vì thế mà yếu dần đi. Con cái chưa hết đau buồn vì sự ra đi của mẹ thì chưa đầy một tháng sau, ông Phúc cũng theo vợ đi chầu tổ tiên. Nếu chỉ có mình bà Thuận chết thì không nói làm gì. Đằng này ông Phúc bình thường rất khỏe, giờ bất đắc kỳ tử như vậy. Nhiều người đồn đoán rằng có thể nhà họ đã bị trùng tang. Nếu không mời thầy trấn yểm thì con cái cũng sẽ bị lôi theo. Ai cũng hoang mang lo sợ, nhất là vợ chồng anh con cả rất tin vào tâm linh. Sau khi an táng cho bố xong, cũng định đi tìm thầy về cúng bái xem như thế nào. Chỉ có một người không tin vào chuyện này, đó là Phương. Đêm hôm ấy, Bảo, anh con trai cả, lại gặp ác mộng. Chính xác là anh được bố hiện về báo mộng cho. Con ơi, bố chết oan lắm, hãy giúp bố. Bố bị chết oan. Bố bị làm sao ạ? Ai đã hại bố? Bố nói cho con biết đi. Nhưng ông Phúc chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ có tiếng chó sủa rang cả lên. Bảo chỉ kịp giơ tay thì ông đã tan đi.
Mày có biết chúng tao định làm cái gì không? Tao sẽ dùng máu của mày để tạo nên thứ màu đặc biệt có một không hai. Chúng tao sẽ phá thế độc tôn của nhà mày. Rồi mày xem, những tấm lụa được dệt bằng máu của mày sẽ được bán ra với cái giá đắt nhất. Tao đã tìm ra công thức rồi. Thì ra vợ chồng hai đứa ác quỷ này định lấy máu của cô để giành giải. Trong một nỗ lực cuối cùng, giữa ranh giới có sự sống và cái chết, Thắm dùng hết sức bình sinh để thoát ra. Nhưng mọi cố gắng của cô đều vô vọng. Với đôi tay và chân bị trói, thì giờ Thắm không khác gì một phạm nhân sắp bị hành hình. Phương ra hiệu cho chồng, tức thì Tùng đưa dao lên, chọc thẳng một nhát thật mạnh vào cổ của Thắm. Ngay lập tức, máu từ cổ cô phọt ra như một con lợn bị chọc tiết. Lúc này trước mặt cô, chúng thực sự là hai tên đồ tể vô cùng kinh tởm. Máu từ cổ Thắm chảy ra đến đâu đều được Phương hấn vào một cái chậu. Chỉ một lúc sau, khi máu đã cạn, cũng là lúc đầu Thắm ngoẻo sang một bên. Cô tắt thở ngay sau đó, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận, như nhìn xoáy vào hai kẻ sát nhân ác độc với một nỗi căm phẫn ngút ngàn. Thấy Thắm đã chết, cặp vợ chồng ma quỷ kia không hề run sợ hay hốt hoảng. Chúng tập trung vào một cái nồi rất to để ở trên bếp. Đó chính là cái nồi Phương vẫn hay dùng để đun thuốc nhuộm màu giải. Bếp lửa vẫn đang lạnh ngắt và không hề được nhóm lên. Bình thường trước khi nhuộm màu, Phương đều phải đun sôi dung dịch thuốc nhuộm trong cái nồi này. Song hôm nay thì khác. Cô ta chỉ việc đổ màu nhuộm vào cùng với chậu máu của Thắm và cho nước với tỷ lệ định sẵn. Sau đó bắt đầu cho lụa vào. Trong khi chờ lụa ngấm thuốc, ả đàn bà máu lạnh quay sang bảo chồng. Không thể để nó chết như thế này được. Sẵn dao ở đây, anh phân nhỏ xác nó ra đi. Rồi đợi đến khi nào trời tối, vợ chồng mình đem đi phi tang. Từ giờ trở đi cửa hầm phải khóa kín, tuyệt đối không cho ai vào đây cả. Tùng chỉ biết gật gù nghe lời vợ. Nó bắt đầu dùng dao rửa chặt xương Thắm ra thành nhiều khúc, rồi cho vào bao tải. Đợi khi đêm xuống sẽ mang thi thể cô đem dứt đi. 7 giờ tối, tại nhà của Thắm, Hoàng đang quýnh quán tìm kiếm vợ. Không biết cô đi đâu cả ngày nay mà chẳng thấy gì. Anh đã xuống xưởng hỏi đám thợ, nhưng họ bảo sáng thấy cô ghé qua một tí rồi về ngay. Chạy xuống nhà bố mẹ vợ cũng không thấy. Lòng anh nóng như lửa đốt. Thằng cô Hoàng cứ gọi mẹ suốt, gọi chán chả thấy, nó lại sụt sịt khóc đòi, làm cho mợ Hưng cứ phải dỗ dành nịnh nọt mãi nó mới chịu nín. Hoàng lo lắng, chỉ sợ việc không hay xảy ra, vì có bao giờ Thắm đi lâu thế này đâu. Mà nếu đi thì Thắm cũng đều nói với chồng. Vậy thì cô đang ở đâu? Một linh cảm mơ hồ khiến Hoàng thấp thỏm lo lắng. Cho dù anh và người nhà có tìm kiếm khắp nơi thì cũng chẳng thấy Thắm đâu. Hỏi thì cũng không ai nhìn thấy cô. Cô cứ như bốc hơi vậy. Thằng con trai đã được bà cho đi ngủ, còn một mình Hoàng cứ đứng ngồi không yên. Thời đó phương tiện tìm kiếm vẫn còn đơn giản, nên lực lượng công an không phải là nơi để người dân đến đầu tiên. Gần 10 giờ, Hoàng vẫn một mình phóng chiếc cúp đi khắp nơi để tìm vợ. Sau một hồi tìm kiếm, anh đành thất vọng quay về. Ngang qua nhà Tùng, thấy đèn vẫn sáng, Hoàng mới nhớ còn mỗi Tùng là chưa hỏi. Anh liền dừng xe rồi gọi giới vào trong. Tùng ơi, ra tôi hỏi một tí. Nghe tiếng Hoàng thì cả Tùng và Phương đều thò mặt ra. Tùng cất tiếng. Đi đâu giờ này thế ông bạn? Hai người có thấy Thắm nhà tôi đi đâu không? Chẳng biết cô ấy đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Tôi lo quá. Phương nhanh nhẩu. Thế hả anh? Thắm đi đâu đến giờ mà chưa về? Em không có thấy sang đây.
mồm cô ta nói một cách trơn tru, thì còn hy vọng gì nữa. Hoàng đành thất vọng phóng xe về nhà. Đằng sau vợ chồng hai kẻ sát nhân, đưa đôi mắt sắc như dao liếc theo Hoàng, rồi từ từ đóng cánh cổng lại. Đợi cho đêm xuống, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc, thì trong nhà Tùng ánh đèn vẫn sáng le lói. Hai kẻ máu lạnh đang chuẩn bị phi tang thi thể người phụ nữ xấu số. Mới đầu bọn chúng định chở xác Thắm ra ngoài sông giết, nhưng sợ chẳng may có ai nhìn thấy nên thay đổi kế hoạch. Vẫn là Phương với cái đầu đầy mưu mô, hả nói: em thấy giường nhà mình rộng, chỉ bằng mang xác nó chôn sâu xuống là yên tâm nhất. Đất nhà mình thì chẳng kẻ nào có thể vào đây mà đào bới được, cũng chả có cớ gì mà vào. Em điên hả? Chôn ở giường nhà mình để hồn ma nó hiện về nó ám cho hay sao? Thôi đổi chỗ khác đi, ghê bỏ mẹ. Đúng là nhát gan, bảo sao không làm được việc lớn. Anh không thấy các cụ nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao? Không bàn nữa, anh ra ngoài góc giường đào hố mau lên cho tôi. Cũng vì anh gây ra tội cho nên cái thân gái này nè mới phải đi dọn dẹp hậu quả đó. Nghe Phương đụng đến tội của mình, Tùng không còn ý kiến ý cò. Hắn cầm ngay cái cuốc và xẻng vẫn hay dựng ở ngoài góc giường, bắt đầu đào hố. Dù đang là mùa đông nên chỉ cuốc cuốc đào đào một lúc là người đã nóng lên rồi. Hắn hì hục phải mất cả tiếng đồng hồ cùng với sự trợ giúp của người đàn bà ác quỷ thì mới xong một cái huyệt để dụi thi thể đã được phân ra của Thắm xuống đó. Để ngụy trang chúng thì không thể lấp thành mồ được. Phương sai Tùng trồng lên đó một cây chuối. Cô ả còn bảo cứ thế này thì Thánh cũng chả phát hiện ra được. Sau khi phi tang mọi tội ác, hai vợ chồng ác quỷ ôm nhau đi ngủ mà không có một chút gì lăn tăn về việc làm ác nhân thất đức của mình. Chỉ thương cho Hoang vì tin bạn mà mất vợ. Giờ đây anh lại lâm vào tình cảnh gà trống nuôi con mà vẫn không hiểu vì sao vợ mình lại mất tích. Sau rất nhiều ngày tìm kiếm vẫn không thấy Thấm, bố mẹ cô rất đau lòng. Họ khóc lên khóc xuống vì thương con. Người làng mỗi người một câu đồn đoán về Thấm. Chẳng biết từ đâu lại rộ lên tin đồn rằng Thấm bị bắt cóc bán đi Trung Quốc. Ngày ấy mấy tỉnh phía Bắc có nạn bắt cóc phụ nữ bán qua biên giới cho những người đàn ông Trung Quốc không thể lấy được vợ bản xứ. Sự việc cứ đồn thổi lên mỗi lúc một nhiều, mà tuyệt nhiên chẳng có ai nghi ngờ rằng Thấm đã bị giết hại. Cũng đúng thôi, vì nếu nói cô bị giết thì phải tìm thấy xác chứ. Đằng này đụng một cái mất tích đi thì chả bị bán đi Trung Quốc là gì. Ông bà bầu hân vừa thương con trai lại thương thằng cháu nội vừa mới tí tuổi đầu đã mất mẹ, mà không trách Thấm, chỉ tiếc cô con dâu vừa ngoan vừa đảm đang chẳng may lại rơi vào tay kẻ xấu. Hoàng thì bắt đầu dò hỏi những chỗ quen biết xem có cách nào sang Trung Quốc tìm vợ không. Anh cũng tin là cô bị bán sang bên ấy và vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy vợ mình. Hôm nay nhà Tùng vui lắm vì mẻ lụa mà vợ chồng hắn nhuộm từ máu của Thấm đã bán hết gieo. Đã vậy, khi cầm tấm lụa trên tay, khách lại còn tấm tắc khen màu sắc đẹp. Có cô còn bảo sẽ đem về may ngay một cái áo mới. Họ không hề biết rằng thứ lụa đó đã bị nhuốm máu của một người phụ nữ đáng thương, và cái kẻ mà họ vẫn gọi là ông bà chủ tiệm thực chất chính là hai tên sát nhân máu lạnh. Niềm vui như được nhân đôi khi Phượng phát hiện ra mình đã có thai. Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì cuối cùng vợ chồng Tùng cũng chuẩn bị có thành viên mới. Phương đã có bầu được 3 tháng. Bình thường
Phương rất khỏe mạnh, nhưng khi mang thai cô lại nghén kinh khủng. Ăn gì cũng nôn ra, nên người cứ gầy như que củi, da dẻ xanh lét. Thế nhưng có vẻ như cái thai vẫn phát triển bình thường, vì cô vẫn cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của nó. Bụng Phương ngày một to ra, thi thoảng cô còn thấy em bé cựa quậy và chòi đạp dữ dội. Đi khám thì bác sĩ bảo thai khỏe lắm. Ngày đó vẫn chưa có phong trào siêu âm như bây giờ. Những nhà nào có tiền thì kiếm thầy lang giỏi để nhờ bắt mạch thôi. Tùng đưa Phương đi bắt mạch tại nhà của một ông thầy lang ở tận huyện Thường Tín. Sau khi bắt mạch xong, ông dạch mắt Phương ra, nói cô bị thiếu máu nhiều, rồi bốc cho cô mấy thang thuốc bổ. Đoạn ông nói: cái thai trong bụng cô là con gái nha. Có điều tôi thấy hơi lạ là mạch của đứa bé này không có bình thường. Nhưng có lẽ cảm nhận của tôi là sai, vì vợ chồng cô chú đã đi một đoạn đường dài đến đây, phải không? Nhớ lời tôi dặn nha, mang thuốc về sắc uống đều đặn là được. Thôi, về đi. Khi hai vợ chồng Tùng rời đi, ông thầy chợt dụi mắt mấy lần, vì ông vừa nhìn thấy một làn khói trắng bao phủ lấy người Phương, rồi nhanh chóng tan biến. Hồi nãy khi cầm tay bắt mạch cô, ông chợt thấy một luồng hơi lạnh ngắt truyền qua tay mình. Thật lạ, vì ông chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ. Mạch cảnh của cô ta cũng không rõ ràng, lúc nhanh, lúc chậm, rất kỳ quái. Một nỗi ám ảnh mơ hồ khi nhìn vào người đàn bà này. Ông thầy lang lẩm bẩm: mình cảm tưởng như có một thứ gì đó đang bám trên người của cô ta. Mấy tháng sau, Phương sinh ra một bé gái nặng gần 4 cân. Hai vợ chồng mừng lắm. Bà Truyền đến bệnh viện chăm con gái, thấy đứa bé mới đẻ mà mắt cứ mở trừng trừng thì hơi hãi. Bình thường những đứa trẻ mới sinh thường ngủ suốt, ít khi mở mắt. Nhưng đứa bé này lại khác. Không những vậy, nó lại khóc oe oe suốt ngày. Mỗi lần khóc thì dẫu kiểu gì nó cũng không nín. Lạ một điều, khi nó khóc, mắt đỏ như hai cục tuyết. Nhìn vào đôi mắt đó, bà Truyền cảm thấy lo lắng bất an vô cùng. Đêm ấy, tại nhà Hoàng, hai bố con đang ôm nhau ngủ. Chợt thằng bé Hoàng cứ nhìn ra ngoài cổng, nó nói: mẹ đừng đi, mẹ vào nhà chơi với con đi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Tiếng nói của thằng bé làm Hoàng mừng tỉnh. Cứ nghĩ con ngủ mớ nên anh dỗ vào mông cho nó ngủ. Nhưng thằng bé quay sang bố rồi chỉ ra bên ngoài nói tỉnh bơ: mẹ về rồi bố ơi, mẹ đang đứng ở ngoài cổng kìa. Anh nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ ban ngày con chơi nhiều nên đêm ngủ mớ, anh dỗ con: con ngủ ngoan đi, khi nào mẹ về mẹ sẽ mua nhiều quà cho con nhé. Không, mẹ không về được đâu bố ơi. Con thấy người mẹ toàn máu, mẹ bảo mẹ chết rồi. Bố đi tìm, bố tìm mẹ về cho con đi. Hoàng giật mình, tại sao con anh lại nói những lời kinh sợ. Người ta thường nói con người có giác quan thứ 6, và biết đâu con trai anh đã nhìn thấy mẹ nó vì một sợi dây liên kết vô hình bởi thần giao cách cảm. Anh không dám nghĩ tiếp nữa, vì vẫn nuôi hy vọng vợ còn sống trở về. Liên tục mấy đêm, thằng cô Hoàng đều mơ thấy mẹ ở trong một vườn cây. Nhưng đầu óc non nớt của thằng bé không biết diễn tả, nên nó kể lại một cách lộn xộn, khiến anh Hoàng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Một linh cảm không hay bắt đầu len lỏi trong đầu anh. Mặc dù chưa một lần mơ thấy vợ, nhưng những gì con trai nói làm anh không dám tưởng tượng. Hiện cô đang ở đâu? Lẽ nào người vợ yêu quý của anh đã rời xa trần thế? Rớt nước mắt vì thương vợ,
Anh cầu mong cho điều mình lo lắng không phải là sự thật. 3 tháng sau đó, tại một căn nhà trên phố, Thảo đang súng sính trong một chiếc váy lụa đỏ. Đây chính là chiếc váy được cô mới may từ tấm lụa đã mua trước đó. Hôm nay cô muốn mặc chiếc váy này đến dự sinh nhật của một người bạn. Vì là con nhà khá giả nên Thảo toàn chơi với hội con nhà giàu. Cha mẹ lại sinh được 2 anh em và cô là con út nên được cưng chiều. Vừa tắm xong, Thảo mặc ngay chiếc váy rồi soi mình trong gương. Quả là chiếc váy rất đẹp, nó ôm sát cơ thể làm cho Thảo nổi bật lên như một nàng công chúa. Cô mỉm cười ân ý, quay trái quay phải ngắm nghía. Chợt cô nghe thấy một tiếng nói phát ra từ sau lưng. Cô gái, hãy nhìn lại mình đi. Cô có biết cô đã mặc cái gì không? Thảo tưởng mình nghe lầm, liền ngó vào trong gương. Nhưng cô chợt bụng miệng hốt hoảng khi trong gương giờ đây không phải là hình ảnh kiều diễm của mình lúc nãy, mà là một thân thể hoàn toàn khác với một gương mặt bê bết đầy máu. Thảo lấy tay dụi mắt và định thần lại thì không thấy hình ảnh ghê rợn kia đâu nữa. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính do đêm qua mất ngủ nên Thảo không còn sợ nữa. Cô gạt mớ ý nghĩ linh tinh trong đầu và vẫn quyết định mặc chiếc váy kia đi dự tiệc. Tối đó, Thảo như một bông hoa đầy hương sắc, khiến cho mấy anh chàng nhà giàu háo sắc cứ bám dính vào, nhìn cô không rời. Chiếc váy đỏ thật nổi bật, nó làm cho chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật chợt lu mờ trước cô. Nhưng đêm nay lại là một đêm kinh hoàng đối với Thảo. 12 giờ đêm, Thảo thấy mình đang tung tăng với chiếc váy đỏ đến một nơi rất lạ. Xung quanh cô rất nhiều tấm lụa được phơi trên dây trông rất đẹp mắt. Cô đang chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng nói cất lên như xa, như gần. Cô có nhận ra nơi này không? Cô hãy nhớ kỹ nơi này nha. Đây chính là nhà của vợ chồng tên ác quỷ. Chúng đã giết tôi để lấy máu nhuộm vải. Ai đó? Ai vừa nói đó? Tôi đang ở đâu đây? Cô đang ở làng lụa Tiền Châu. Hãy tìm đến ngôi nhà này, cô sẽ biết được sự thật. Không, tôi không biết gì cả. Xin đừng tìm đến tôi. Tôi không đến đó đâu. Cô gái à, hãy giúp tôi đi. Tôi chết oan ức lắm. Tôi chết oan. Chúng đã giết tôi. Cô hãy giúp tôi đi. Và trong những sào lụa đang phơi, ẩn hiện hình ảnh một người con gái đang ôm mặt khóc. Khi cô ta ngẩng mặt lên, Thảo chợt tá hỏa khi phát hiện ra đó chính là cô gái mình đã nhìn thấy trong gương lúc tối. Tại sao vậy? Tại sao cô ta lại hiện về ám ảnh cô? Cô ấy là ai? Và vì sao lại bị giết? Liệu sự thật có đúng như lời cô ấy nói không? Giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, Thảo vẫn chưa hết hoảng hốt vì giấc mơ kỳ lạ đó. Nhìn ra ngoài hành lang, dưới ánh đèn đường, cô thấy chiếc váy đỏ vẫn đang đung đưa trước gió. Trời, cô nhớ là lúc về đã cởi nó ra và ngâm vào thau đồ trong nhà tắm rồi cơ mà. Chiếc váy chưa được giặt, vậy thì ai đã treo nó lên đây? Tim đập thình thịch, đôi mắt hoa lên. Thảo biết giấc mơ đó hoàn toàn có thật và người con gái chết oan kia đã hiện về báo mộng cho cô. Hoảng sợ, cô giới tay lấy chiếc váy rồi bất giác đưa lên mũi ngửi. Một mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi cô, mặc dù chiếc váy vẫn khô và không hề có vết bẩn. Thế này là thế nào? Bực dội điện lên, Thảo nhìn sầm soi vào chiếc váy. Nó hoàn toàn bình thường,
không có gì lạ. Nhưng tại sao từ chiếc váy vẫn bốc lên một mùi tanh rất khó ngửi? Là mùi tanh của máu. Thế này là thế nào? Gấp vội chiếc váy, Thảo cất nhanh vào trong tủ, nghĩ bụng sẽ không bao giờ cô mặc chiếc váy này nữa. Chưa yên tâm, Thảo lại mở tủ và lấy lọ nước hoa xịt liên tục lên chiếc váy, rồi gói kín vào một cái túi ni lông, nhét vào một ngăn tủ, rồi khóa kỹ lại. Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã được 2 năm kể từ khi Thấm mất tích. Thằng cu Hoàng cũng đã được 4 tuổi và đi mẫu giáo. Mặc dù có rất nhiều người khuyên Hoàng nên đi bước nữa để có người cán đáng công việc và chăm sóc con thay anh, nhưng vì vẫn còn rất yêu vợ, Hoàng đã từ chối. Lại nói về gia đình Tùng Chen, đứa con gái của vợ chồng hắn cũng được 2 tuổi, mà chẳng hiểu sao nó biết nói nhưng lại không biết đi. Hai chân giống như bị liệt. Hằng ngày nó chỉ lê lết khắp 4 góc nhà. Đứa bé không thể đi được, nhưng nó lại rất thông minh, và thi thoảng nhìn vào mắt nó thì Phương rất sợ. Từ đôi mắt ấy đôi lúc lại ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, đầy sự chết chóc. Hai vợ chồng hắn rất buồn, mặc dù đã đưa con đi chạy chữa khắp nơi, hết thầy đông lại tây y, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Tùng và Phương đành phải buồn bã ra về và hy vọng vào đứa con tiếp theo. Nhưng mặc dù vợ chồng hắn chẳng hề có một biện pháp kế hoạch nào, song Phương vẫn không thể có thai. Công việc cũng không hề khởi sắc. Hay nói đúng hơn, dưới bàn tay điều hành của vợ chồng Tùng Phương thì công việc kinh doanh không phát triển mà có phần kém đi. Mặc dù đã được mẹ chồng truyền nghề, nhưng thứ lụa mà hắn sản xuất ra vẫn kém xa nhà Hoàng, so với một số nhà khác cũng không bằng. Hắn tức lắm, sau bao nhiêu cố gắng thì hắn vẫn không thể thành công được như cha mẹ. Tại sao? Nghề nghiệp đã chẳng ăn thua, mà đường con cái cũng khiến vợ chồng hắn càng thêm đau đầu. Phương đi đâu về, cầm cái túi sách trên tay. Cô ta bực bội ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm có vẻ tức tối. Thấy chồng đi vào, á bực bội nói: cho bọn thợ nghỉ hết đi, nuôi toàn lũ ăn hại. Bao năm làm cho nhà mình đối xử cũng không tệ, mà sao chúng dệt ra những cái khúc lụa tệ hại đến như vậy? Hôm nay em đi chào hàng, mấy mối kia không có lấy nữa. Hỏi ra thì họ bảo đặt hàng hết bên nhà Hoang rồi. Thế có điện không cử chứ? Lạ gì, còn Thấm chết rồi mà sao thằng đó vẫn một tay phát triển mạnh mẽ vậy? Cứ tưởng đã triệt được con vợ là coi như nó bị chặt cục tay rồi, thế mà nó lại không suy xuyến là gì sao? Ở góc nhà, con bé Ngân chợt cất tiếng cười khúc khích. Nó chỉ tay vào bố mẹ rồi nói một câu khiến cả hai lạnh người: bố mẹ ác lắm, bố mẹ là kẻ giết người. Sợ cơn bực bội, Thấm quay người qua mắng con xối xả: tất cả cũng là tại mày, cái đồ quái thai. Sao tao lại sinh ra cái thứ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm như mày chứ? Con bé Ngân vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, nó lại thản nhiên cất tiếng nói: rồi các người sẽ phải trả giá. Các người ác lắm. Cho dù chúng mày có giết tao thì tao vẫn về ám quẻ chúng mày. Đồ sát nhân, ác quỷ. Là nó? Tại sao lại là nó? Tiếng của nó, anh có nhận ra không? Phương chợt lắp bắp nói với Tùng. Mặt cô ta tái dại đi, chân tay run rẩy. Thằng Tùng ngồi bên cạnh cũng cứng đờ hết cả người. Bỗng chốc, chúng hốt hoảng chỉ tay vào con bé rồi lùi ra xa. Trước mặt chúng không phải là bé Ngân tội nghiệp mà là Thấm. Đúng vậy, Thấm với khuôn mặt nhe nhét đầy máu, miệng con mở rộng hoác đến tận mang tai và cất lên một tràng cười đầy quái dị. Cả ngày hôm đó chúng không làm được gì cho ra hồn.
trước mặt chúng luôn ẩn hiện hình bóng Thắm. Riết rồi con Phương sợ luôn đứa con của mình, đêm nó không dám ngủ với con bé. Thằng Tùng cũng vậy, hai vợ chồng đưa bé Ngân sang phòng bên cạnh rồi dụ cho nó ngủ riêng. Lúc này chúng lại ao ước giá mà ông bà Phúc Thuận còn sống, chúng sẽ không ngần ngại thả con bé sang cho ông bà trông. Nhưng hôm đó lại là một đêm ác mộng kinh hoàng đối với Phương. Con bé Ngân không ngủ, nó cứ bò lê lết khắp nhà, ánh mắt nó sáng lên trong màn đêm và đỏ như hai cục than hồng. Hai vợ chồng Tùng chen ôm nhau ngủ, chúng cứ nghĩ cho con bé Ngân sang phòng bên cạnh là yên chuyện. Xong đến tầm 2-3 giờ sáng, Phương chợt mở mắt ra. Nó sững sờ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dưới ánh đèn quả nhót, cái Ngân vẫn đang bò lết ở trong phòng. Nhìn nó lúc này cứ như một thầy ma. Chợt nó ngước lên nhìn mẹ, rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ma mị từ cõi chết. Rồi mắt đỏ ao màu máu, cứ nhìn xoáy vào Phương đầy chết chóc. Phương sợ quá, đập dây chồng hét lên. Anh ơi, dậy đi anh. Nó, là nó chứ không phải con chúng ta đâu. Đồ ma quỷ, mày biến đi, mày cút khỏi đây mau. Vậy mà Tùng vẫn cứ ngủ say, mặc cho Phương lay gọi đến rát cả họng. Dưới nền nhà, con gái ả cứ ngoác cái miệng rộng hoác ra cười, nụ cười để lộ ra cái lưỡi đỏ lồm nhễu máu và hai cái răng nanh dài ngoằn nhọn hoắt. Phương ngất đi không biết gì nữa, cho đến khi một cái đập tay rất mạnh vào người làm cô ta chợt mình bật dậy. Đó là Tùng. Sáng ra ngủ dậy không thấy vợ đâu, hắn bước chân xuống giường thì đập vào mắt hắn là vợ đang nằm co quắp dưới đất. Phòng bên, bé Ngân vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng đôi chân của nó đen sì, như thể vừa mới lê đi đâu đó. Một sự ám ảnh ma quái đang bao trùm lên ngôi nhà của hắn. Phương tỉnh dậy sau cái đập dài của chồng, mà vẫn chưa hết sợ hãi. Cô ta đảo mắt nhìn quanh, lắp bắp hỏi chồng. Nó đâu rồi? Làm gì có ai? Còn con Ngân, nó vẫn đang ngủ say bên kia kìa. Làm thế nào bây giờ hả anh? Cứ tình trạng như thế này chắc em chết mất. Hay là ta chờ thầy về trấn yểm đi, để lâu ngày anh sợ nó sẽ giết chết cả nhà mình đó. Phương chợt nghĩ ra phải đi lên nhà ông thầy trên Hòa Bình. Vậy là ngay sáng hôm đó, để Tùng trông con, Phương bắt xe đi. Nhưng chuyến đi này đã khiến cho ả thất vọng hoàn toàn, vì lão thầy Mo dạo trước đã chết cách đây mấy hôm rồi. Khi ả đến nơi thì đúng vào ngày người ta chuẩn bị đưa lão đi chôn cất. Nghe người làng nói, đêm đó lão bị hai con hổ mang rất to mò vào nhà cắn chết. Thằng con ngủ ở phòng bên, chỉ nghe lão ú ớ hét lên kêu cứu, mới mắt nhắm mắt mở chạy ra. Nó chỉ kịp nhìn thấy hai con rắn trườn đi từ trong phòng của cha mình rồi mất hút vào lùm cây. Một điều lạ lùng là khi thoát đi, hai con rắn để lại một dải lụa màu đen đã cũ, thứ lụa chỉ có ở làng Tiền Châu. Lão chẳng kịp dặn dò gì, chỉ nói với thằng con trai một câu trước khi tắt thở. Ta đã bị bao quán rồi. Thằng con trai nghe xong chẳng hiểu điều gì. Chưa kịp đưa bố đi cấp cứu thì lão thầy Mo đã sùi bọt mép, giật lên mấy cái rồi nằm ngay đơ. Lão chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Hai vợ chồng thằng con giúp mãi và đi tìm đủ mọi cách vẫn chẳng thể làm cho đôi mắt của lão nhắm lại, đành phải dùng một cái khăn phủ kính mặt của lão lại mà thôi. Vậy là bao hy vọng của Phương đều tan biến hết. Lão thầy Mo chết rồi thì ả biết trông cậy vào ai, đành phải thất thểu bắt xe ra về mà lòng dạ hoang mang, vì tất cả quả báo vẫn đang chờ đợi ả ở phía trước. Lại nói về cô gái trên phố kia,
người đã mua tấm lụa của cửa hàng nhà Tùng Trang về may áo. Hầu như đêm nào, cô cũng bị ám ảnh bởi chiếc váy đỏ nhuốm máu, cho dù đã cất nó thật kỹ và chỉ mặc duy nhất một lần. Nhưng cứ mỗi khi về đêm, hình ảnh ma quái của người đàn bà kia lại chập chờn, lượn lờ trước mặt. Cô ấy luôn miệng nhờ cô cứu giúp. Chị đi đi, tôi không giúp được chị đâu, cũng không biết được nhà chị ở đâu cả. Ngày mai, cô hãy mặc chiếc váy này và đi về làng lụa. Sẽ có người dẫn cô đến nhà tôi. Hãy nói với chồng tôi rằng có kẻ đã giết tôi, vì nhà tôi có treo gương ma quái trước nhà nên tôi không vào được. Tôi đội ơn cô. Nhưng tên chị là gì? Kẻ nào đã giết chị? Tôi tên là Thắng. Chúng giết tôi lấy máu nhuộm dải rồi chôn tôi dưới gốc chuối sau nhà. Tôi sắp phải đi rồi, tôi không thể ở dương gian quá lâu. Nói đến đây thì linh hồn kia chợt tan biến. Cùng lúc đó, tiếng con mèo môn nhà cô chợt kêu lên một tràng, cứ như tiếng trẻ con khóc. Lúc này là 4 giờ sáng. Thảo không ngủ được nữa. Cô cứ thức như vậy cho đến sáng và nghĩ về những lời nói của người đàn bà trong mơ. Hóa ra, chị ấy đã bị giết hại dã man, và chính chiếc váy Thảo đang mặc là tấm lụa được nhuộm lên bằng máu của người phụ nữ chết oan kia. Kẻ nào mà ra tay độc ác như vậy? Hôm nay chị đã hiện lên, không còn ghê rợn như những lần đầu Thảo gặp, mà là hình ảnh lúc còn sống. Đó là một người phụ nữ rất đẹp và hiền. Nhìn mặt chị, Thảo nghĩ con người này chẳng bao giờ làm ác với ai. Sáng nay nhà anh Hoàng có một vị khách đặc biệt. Đó chính là một cô gái trẻ. Cô đến đây không phải để mua lụa, mà muốn gặp anh để kể cho anh nghe một câu chuyện. Hoàng nhìn cô gái lại có cảm giác vừa quen vừa lạ, cứ như anh đã thấy cô ở đâu rồi. Trùng hợp là ngày hôm nay cô Hoàng được nghỉ học vì đúng ngày quốc tế lao động. Khi cô gái bước chân vào, chiếc chuông gió chợt vang lên những điệu nhạc lông công, mặc dù bên ngoài không hề có gió. Cô Hoàng vừa nhìn thấy cô thì reo lên. Mẹ, mẹ đã về? Sao mẹ đi lâu thế? Con nhớ mẹ lắm. Trước mặt cô Hoàng không phải cô gái lạ, mà chính là mẹ thắm của cậu. Cô chạy ngay đến ôm lấy chân cô và vùi đầu vào chiếc váy, làm Thảo vừa có cảm giác ngại ngùng xen lẫn cảm động. Thì ra chiếc váy màu đỏ cô đang mặc trên người giống y hệt như chiếc váy của thắm. Hoàng ngại quá gỡ tay con ra rồi bảo, đây là cô Thảo, không phải mẹ đâu con. Con Quang nè, cho bố nói chuyện với cô nào. Cô cậu bây giờ mới tiêu nghỉu ngước lên nhìn. Hình ảnh của mẹ khi nãy đã biến đâu mất, mà thay vào đó là một cô gái lạ. Hoàng liền gật đầu cất tiếng chào cô, rồi xin phép bố đi chơi. Hoàng rót nước mời Thảo uống, rồi nói giọng buồn buồn. Cô thông cảm nghe. Vợ tôi mất tích cách đây gần 3 năm rồi. Cháu nó nhớ mẹ lắm. Tôi thì vẫn hàng ngày, hàng giờ mong cô ấy trở về. Nghe anh nói, Thảo chỉ muốn khóc. Cô đỡ muốn kể cho anh nghe câu chuyện kia, nữa lại không. Nếu nói ra cô sợ anh sẽ buồn và thất vọng. Nhưng nếu không nói, thì cô lại thất hứa với linh hồn của Thắm. Cuối cùng Thảo hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu câu chuyện. Thảo kể xong một lúc lâu mà Hoàng vẫn không nói gì. Gương mặt anh thất thần chết lặng. Trên mắt anh, hai giọt lệ từ từ lăn xuống. Anh không tin vợ mình đã chết, nhưng những lời Thảo vừa nói khó mà bác bỏ. Một điều bất ngờ nữa là cô bảo sở dĩ vợ anh không vào được nhà để báo mộng cho anh vì trước cửa có gắn gương mắt quái và chuông gió. Anh mới giải thích rằng khi vợ chuẩn bị sinh con, mẹ anh đã đi xem phong thủy, nghe thầy nói phải treo gương mắt quái trước nhà
để ngăn cản tà ma vào quấy phá. Thường ma quỷ lang thang và đám cô hồn dứt dưỡng rất thích ghẹo trẻ con. Anh nghe thấy hợp lý nên anh treo lên. Còn về chiếc chuông gió thì anh thích vì thấy đẹp và nó phát ra những âm thanh vui tai. Nhưng anh đâu biết chuông gió cũng là một vật kỵ ma quỷ. Thì ra vợ anh đã bị giết hại và kẻ thủ ác đã chôn xác cô ấy dưới một bụi chuối. Nhưng kẻ ấy là ai? Tại sao thấm không nói? Biết anh băn khoăn, Thảo mới bảo: em nghĩ nếu anh muốn chị về báo mộng thì anh phải gỡ hai thứ này xuống đi. Biết đâu đêm nay anh sẽ biết được nhiều bí mật đó. Em cũng mong anh sớm tìm được chị và dạch mặt kẻ ác nhân. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi Thảo: em nói chiếc váy này mua có một tiệm ở đây phải không? Em mua nó ở nhà ai vậy? Dạ, em mua ở ngoài cửa hàng Tùng Phương ạ. Nghe đến cái tên này, Hoàng bàng hoàng hết cả người. Lẽ nào chính là kẻ ấy? Có chết, anh cũng không thể tin nổi, vì Tùng Chen chính là bạn thân của mình. Hắn ta vì sao lại ra tay với Thấm? Nhưng Thảo quả quyết rằng cô không bao giờ lầm, vì tiệm giải đó ghi rõ tên chủ tiệm lên bảng hiệu. Một điều kinh khủng hơn nữa, khi Thảo nói kẻ giết chết vợ anh đã dùng chính máu của cô ấy để nhuộm lên những tấm giải này. Nhưng tại sao bao nhiêu người mua giải lại chỉ có mình Thảo nhìn thấy linh hồn của Thấm? Điều này Thảo cũng giải thích cho anh biết rằng cô là một người yếu bóng vía, nên cái từ nhỏ rất hay gặp ma. Có thể do cô hợp vía nên dễ nhìn thấy người âm, và sự xuất hiện của cô tại nhà anh hôm nay cũng là do Thấm chỉ dẫn. Thấm cũng dặn Thảo khi đến đây hãy mặc đúng chiếc váy này. Có lẽ điều đó khiến cho con trai anh cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng đã làm cho cậu bé gọi mẹ khi nhìn thấy Thảo. Sau khi nghe lời Thảo gỡ chiếc gương bắt quái và chuông gió xuống, thì đêm đó Hoàng đã nhìn thấy vợ. Anh đau đớn khi biết những điều Thảo nói hoàn toàn là sự thật và Thấm đã chết. Hai kẻ đã ra tay đoạt mạng cô ấy chính là đôi vợ chồng máu lạnh. Cuối cùng, bao nhiêu hy vọng của anh đã tan thành mây khói khi nhìn thấy người vợ Thảo hiền đầu ấp tay gối của mình đã bị kẻ ác giết hại chỉ vì sự ham muốn xác thịt hèn hạ, cộng với sự tiếp tay rất nhiệt tình của Phương, ả đàn bà ma quỷ. Linh hồn Thấm đã mờ nhạt lắm rồi. Có lẽ mong muốn lớn nhất của cô chính là được gặp lại chồng con lần cuối trước khi đi về thế giới bên kia. Và điều quan trọng nhất là cô muốn dẹp mặt kẻ thủ ác, muốn chúng phải chịu trách nhiệm trước việc làm vô nhân tính của mình. Có như vậy, cô mới yên tâm nhắm mắt. Một ngày sau, tại nhà của vợ chồng Tùng Phương, dưới sự chứng kiến của nhiều người, công an đã khai quật lên một bộ hài cốt được chôn dưới bụi chuối sau vườn. Thật đau lòng khi thi thể được đưa lên là những mảnh xương không còn nguyên vẹn. Chúng chỉ được cuốn trong một bao ni lông đen. Ngoài những mẫu xương thu được thì chẳng còn gì khác. Chứng tỏ khi vùi xác nạn nhân, đôi vợ chồng ác độc kia đã lột sạch quần áo của cô. Hai vợ chồng tên sát nhân sau đó đã bị giải đi. Người ta chỉ xót thương cho một cô bé tật nguyền vẫn đang mò trên hiên nhà, miệng không ngớt nói những câu khiến cho ai nghe cũng phải sợ hãi. Giết người đền mạng, quả báo không chừa một ai. Làng lụa truyền tay nhau rằng Phương vợ Tùng còn khai ra với công an chính thị là kẻ đã đầu độc chết bố mẹ chồng. Ả còn đang trứng yểm hồn của hai ông bà để họ không về báo mộng được cho con cái. Điều này họ cũng chỉ nghe nói thôi, chứ công an thì chẳng bao giờ tin vào tâm linh. Nhưng khi anh chị của Tùng kiểm tra mộ của bố mẹ thì mới phát hiện ra hai con hình nhân đã được chôn xuống đó. Bây giờ bộ mặt thật của con quỷ đội lốt người mới thật sự lộ mặt. Tùng có chết cũng không thể ngờ được rằng
Hắn ta đang sống cùng với một con quỷ, và chính hắn cũng trở thành ác quỷ khi đã ra tay sát hại Thấm Dã Mạc. Với bao nhiêu tội ác do mình gây ra, thì Phương và Tùng chỉ còn chờ ngày ra pháp trường. Tại một ngôi mộ mới xây, trước di ảnh và khói nhang nghi ngút, người ta thấy hai bố con hoàng đang chắp tay khấn vái. Bên cạnh là một ông thầy cúng với đầy đủ đèn nhang, lễ vật. Hôm nay, hoàng nhờ thầy về làm lễ cầu siêu cho vợ. Anh tin giờ này cô có thể ngậm cười nơi chính suối và yên giấc ngàn thu. Lúc buổi lễ hoàn tất, trong lúc hóa giạc, khi con hình nhân ghi tên tuổi của Thấm vừa cháy hết, trong làn khói trắng mờ ảo, anh thấy bóng vợ hiện ra hiền hòa, đầy yêu thương. Cánh tay cô giơ lên vẫy vẫy. Bất giác thằng cu hoang đưa tay sờ lên má. Nó chợt mỉm cười vì thấy mẹ vừa hôn lên mặt mình. Ở phía đằng xa, hình ảnh Thấm lúc tỏ lúc mờ, rồi dần tan biến vào hư vô. Một tương lai mới đang chờ đợi hai bố con ở phía trước. Cuộc sống tới đây không có vợ đi cùng, nhưng anh sẽ nguyện thay cô bù đắp gấp đôi tình thương mà con trai bị thiếu hụt. Làn lụa hiện ra như một bức tranh đầy sắc màu tươi thắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đồi Thuốc Nhuộm Chết Chóc, tác giả Việt Nga. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.